Các bạn trên hình bạn thể thấy điện thoại OnePlus 5 với phần bảng main đang chờ thay mới tại Di động Cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần bảng main đến main của điện thoại OnePlus 5 cần một địa chỉ thay mới, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên điện thoại OnePlus 5 nói chung và phần main của điện thoại OnePlus 5 nói riêng thay mới với các bạn. Những khách hàng ở xa không đến được với Di động Cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code để có thể ship được main điện thoại OnePlus 5 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Di động Cao cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay, khắc phục các lỗi sự cố liên quan phần bảng main đến main của điện thoại OnePlus 5. Ở video này, Di động Cao cấp.vn không nói về cách thay mà chỉ giải đáp một số thắc mắc liên quan dịch vụ thay mới main cho điện thoại OnePlus 5 như sau. Câu hỏi thường gặp là tôi ở xa, tôi muốn thay main cho điện thoại OnePlus 5 có được hay không? Thì hoàn toàn được. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534. Chúng tôi sẽ chuyển main của điện thoại OnePlus 5 đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Quý vị các bạn liên hệ 0911582123. Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể về main của điện thoại OnePlus 5 cho quý vị các bạn. Khi tôi thay main cho điện thoại OnePlus 5 thì có sẵn hay không? Có phải chờ đợi hay không? Main thì luôn có sẵn, quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua là có thể thay mới được main cho điện thoại OnePlus 5. Khi tôi thay main cho điện thoại OnePlus 5 thì có được bảo hành hay không? Thì được bảo hành 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành quý vị các bạn chọn lựa. Khi tôi thay main cho điện thoại OnePlus 5 thì các linh kiện khác trên máy còn dùng được hay không? Sẽ như thế nào? Thì trước khi thay chúng tôi sẽ tiến hành tháo lắp và kiểm tra tất cả các linh kiện khác trên máy xem có hoạt động được bình thường hay không. Nếu hoạt động được bình thường thì quý vị các bạn chúng tôi sẽ tiến hành thay mới main cho quý vị các bạn. Đảm bảo thì sau khi thay mới main thì tất cả các chức năng khác trên máy hoạt động nhanh, ổn định, bình thường như máy mới. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan đến dịch vụ thay mới main cho điện thoại OnePlus 5. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main cho điện thoại OnePlus 5, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại Di động Cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện của điện thoại OnePlus 5 hàng đầu hiện nay.